So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm trước thì mình đã làm khẩu này ở trong chế độ zombie. Và rất nhiều anh em bảo là khẩu này bắn C4 cũng rất là ok. Ok, tranh thủ nó vẫn đang còn mấy ngày thì la liếm luôn anh em. Chơi luôn. Ôi, cái gì đây? AVKM. AVKM Noble Gold anh em ơi. Nhặt luôn. Đang định bắn khẩu AK kia nhưng mà nó vứt AVKM thì phải bắn thôi. Ui, có cả âm thanh nha, có cả âm thanh bắn nha, ngon nha. Rất tiếc là không có tia đạn và không có skin thôi. Khẩu này mình nhớ không nhầm là hình như là có skin băng băng đúng không? Một cái dòng núp của gold này hay có skin băng 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 dính dính tia vàng. Úi rồi, đúng là súng có tí mạ vàng nó cũng khác bọt hạt anh em ạ. Rồi mấy thằng kia nó vác sáu nòng núp gold, nó đi nó sấy ạ, vãi cả nồi. Nó đổi ra gì ta, ấy chà chà như hồi sinh Bunny à, nó đổi sang shotgun nó bắn anh em ạ. Cái khẩu đấy mà đổi sang shotgun mà năm thằng đi cứ thế mà ủi thì chết người, chết con như người ta anh em ạ. Nó vứt cả sáu nòng kìa. Rồi mình sẽ bắn adup anh em ơi, AVKM adup. Rồi khẩu này theo mình thấy là rất là ok này. Đấy, mình một trong những cái tín đồ phải gọi là rất là thích những cái khẩu snap nhanh và nhẹ, thì đây là một trong những cái khẩu snap nhanh và nhẹ. AVKM VIP nó đã ngon rồi, VIP rồi còn Noble Gold nữa thì không còn gì để mà nói anh em ạ. Mình rất ấn tượng ở cái dòng AVKM VIP là nó có cái bốn cái răng hổ kìa kìa, nhìn rất là bố đợi bố. Ui, vừa bỏ ngắm xong còn mẹ là cay chứ rồi, vừa bỏ xong thì mai đâu sao. Rồi nó ủi chết PS rồi anh em ơi, 4v3, 3v3 trước mặt của anh không. Từ nha, cứ check thôi anh em ạ. Thế đâu mà gì, ôi rồi mẹ, ui ui giời ơi, mẹ ngắm lên rồi xong vừa tắt ngắm thì nó ra anh em ạ, còn mẹ làm bắn vào chân nó. Nhưng không sao, ui giời nó vứt nhiều sáu lòng chưa. Mẹ nó vứt thế này cả đội bắn à. Ô cái gì đấy, mình đã nhặt lại khẩu súng của mình xem mọi ăn ảo thật đấy. Rồi nó vứt sáu lòng nhiều quá. Hôm trước mình đã từng bắn sáu lòng ở trong danh rồi cho nên là không hứng thú lắm. Với lại là bọn nó chơi kiểu chó điên này thì mình phải có cái thằng gọi là cầm sniper cấu rỉa chứ đúng không. Ôi dồi ôi, đồng đội này mạnh quá đây thì đỡ làm sao. Trên A kìa, Isai. Chụp mặt. Rồi thằng này liếm luôn. Mẹ nhanh thế. Chứ em thằng cuối anh ơi. B kìa, B bắn nhau kìa. Đừng có chết nhá. Rồi chết luôn ạ. À đầu. Mình bảo là đừng có chết nhá để mình móc B nhưng mà nó chết nhanh quá. Rồi. Mẹ sáu nòng VIP và nó cứ mẹ mày đổi xong shotgun nó đi nó thục này thì ai chơi? Chơi chơi làm sao? Mẹ. Sáu hại rồi ạ. Ai à? Ôi được nhầy. Ra gì ấy? Nào đẩy đi, đẩy đi, không đẩy luôn. Mít có không? Ôi trời ơi, bạn nhảy á. Mấy cái âm thanh kinh được này, nghe nó chuột chuột, nghe nó vui tai phết nhỉ. Bê bắn nhau này. Sao? Ra đây bạn. Còn. Ra đây. Ôi trời ơi, nhắm quả lửa. Nhắm quả lửa thì phải xác định là mất máu. Ui giời, hay quá bạn ơi. Bê trống vào đấy, bê chắc chắn trống vào đấy. Bom đi. La liếm bằng hai thằng ở à đây. Ui dậu chuột, có đi chuột con. Ui đau. Nó sấy đấy còn. Ơi kìa, ê quả đấy chuột hơi điêu nhá. Ai à, đau dính thế. Rồi eo ơi, mấy quả bắn thẳng thế luôn chúng ạ. Nếu có hiểu, nó hiểu đạn bay đâu. Mình thấy là đạn bay nó cũng chuẩn đấy nhưng mà đại loại là không dính người, không dính tường chăng. Đấy, đấy, đồng đội nó phải như thế này thì nó mới ok được anh em ạ. Đấy, hồi sinh phát ra vứt súng hay không đâu như những cái thằng nào ấy. Mẹ nó vứt được một hiệp, nó thấy mình ăn được nhiều kill quán, đéo vứt nữa anh em ạ, cay đéo chịu được. Làm hỏng hết cả kế hoạch. Rồi, biết thằng ném bom kìa, ôi giời ơi. Ôi, ai à, đau, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh rồi. Ai à, ném bom. Cái này, ngon này. Có dám lên đâu, tuổi dề. À nó lên này, ôi chết rồi anh ơi. À nó lùi lại rồi. Nó lên nữa. Kinh ấy, mày kinh ấy. Ấy á. Mẹ cứ mình tắt ngắm thì nó lại ra. Ảo thật.
Rồi, ôi rồi, ôi rồi, flash, flash. Ồ, kinh, kinh, kinh. Vào đây. Ô, có flash nữa, hai luôn à. Thế hai thằng. Một thằng, còn thằng nữa. Chơi. Nó núp ngay bên trái này. Thề luôn, núp ngay bên trái luôn. Đây này. Còn ui. Ui, phải chuột. Ui. Phải chuột, phải chuột, phải chuột. Ê. Quả biết thế bỏ chậm thì ngon rồi. Mình bunny là mình nghe nó nghe đấy cột phát là nó ra ngay. Bọn này cũng gọi là biết chơi rồi. Đấy ê, ôi xinh. Ôi thôi mày xong rồi. Ủa có khi nó chốt. Ôi có khi nó chốt luôn hiệp này chứ. 6-1-0. Ô mẹ lúc nãy thằng kia nhìn thấy thằng kia 6-2 và cuối cùng giờ nó vẫn 6 à. Ôi thế mình vẫn cầm top à. Big ạ. Rồi đi luôn. Mẹ nằm phục trắng luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Bên kia hơi yếu anh em ạ. Bên kia hơi yếu. Thế này không được rồi, thế này khéo phải bắn tiếp trận nữa anh em ạ. Ok, phải bắn tiếp trận nữa anh em ạ. Thế này không được rồi. Không bắn trận nữa, đời không nẻ. Ok, tiếp tục clip thôi thì trận vừa rồi bắn khá là ngắn. Clip nó phải dài dài tí anh em xem sướng mất. Mẹ 6-7 phút thì xem đéo gì. Rồi, chúng ta sẽ bắn cái khẩu AK hoa hồng này. Rồi, mày làm sao hai đặng. Ôi trời ơi. Hiệp đâu để láo tí cho nó oi khói anh em ơi. Từ từ anh ơi. Cuối A của dị cũng có luôn. Thế trước lại. Không có. Thế là mình tính hơi sai rồi. Thế là khả năng cuối B rồi. Ôi sinh ra kìa. Mình xin. Ôi dồi lọc lá. Cái thằng kia nó liếm được một cái thằng nút thùng kìa. Ngon. Nhập đầu đẩy thôi anh em ơi. Nhập sau và đẩy thì nó giã cho thì sưng hết mồm. Cho nên là anh em cứ đẩy hiệp đầu thôi. Gọi là cho nó biết gọi là tím mùi đẩy thôi chứ hiệp này mà đẩy thì đảm bảo là bom nát mồm luôn đấy thấy không? Nên em bom cứ cửa hầm B mít hầm B nó ném đi kia thì đỡ làm sao? Một quả thôi là đi nửa cây máu ngay, đen là bay luôn. Rồi, ôi phải flash đâu đấy? Ô cái gì đây? Cái gì bạn? Đẩy tự nhiên nhỉ? Bắn cái đó gì? Đồng đội mà mày? Từ nha, check hầm cái. À đây, ôi giời ơi, bạn kê cái gì đấy bạn? Ồ. Cuối A, bom dây mít cuối A. Thằng cuối A, thằng này bắn cóp à? Sở điếp à? Mày, ui, 60 rồi. À, mẹ thằng này nó ra sớm tí nữa thì mình cũng là móc lốp thì mình húp luôn anh em ạ. Hơi đen. Nhưng sao cũng gọi là la liếm rồi. Ê, để sở điếp nó kê chết với cay chứ. Bắn chuyển 60 rồi. Đúng là chỉ có béo đồng đội thôi. Là ai chả. Ai chả. Thấy không? Đưa bom báo đạn mẹ luôn. Chơi cái map này mà đẩy mid lần thứ hai thì chỉ có cút thôi anh em ạ. Đẩy một lần thôi. Đẩy nhiều là cút đấy. Nhắm bom nó đủ bay rồi. Đừng nói là bắn. Rồi thành cái móc hầm. Rồi đi. Bá Việt Nam. Ui hiệp này nghe mùi toang thế nhổ. Hiệp này nghe mùi toang thế. Khéo phải vào nhà A thẩm du anh em ạ. Đứng hồi sinh này cũng không ok lắm. Nhẹ thôi ngồi đi nhẹ thôi. Sợ hiểm A có. Mít kìa. Rồi đi luôn. M200 à. Nó vào nhà trước mặt này. Mày ui. Mẹ thằng này rùa thế nhổ. Đéo hiểu sao nó đẩy lên lỗ mà lại cầm snip ra nhỉ. Rùa thế. Ôi giời ơi. Bên nó còn nguyên 4 thằng luôn ạ. À đồ. Mẹ thằng snip rùa thế. Công nhận là quả ấy nó rùa anh em ạ. Mẹ. Bạn xạ đói. Nhỏ đói. Quả mình tưởng chắc ăn là mình húp của nó rồi. Ai dè nó húp mình. Mẹ. Phải bỏ ra hơi sớm. Bỏ ra chậm tí nữa là đẹp. Không sao. Vẫn cứ là ok. Mày đẩy đây. Chúng mày đẩy đây. Cầu này khi mà sấy lì thì cảm giác nó kiểu như là không giật ấy. Nhưng mà theo mình thấy cái đường đạn thì nó cũng không ổn định được bằng khẩu Akachan khi mà sấy. Nhưng mà cũng gọi là ok anh em ạ. Cái dòng Noble Zod này thì mình thích cái khẩu M4 hơn. Easy như thế này này, M4 hoa hồng đấy. Khẩu đấy bắn cảm giác ok hơn là AK. Hiểm A nó bắn chết mà không đẩy ta. Ô mẹ mấy thằng này. Đấy đi. Mít vào kìa. Mít bắn nhau số 3 rồi, thằng số 3 nó liếm rồi.
Tưởng là lọt vào đây. Ê, chỗ mà này. Lỗ phốt là mày. Vào đây. Thằng này bò. Vào đây. Móc lốp và lại lốp cộp đây không được. À, Barret nha. Tiếng lạch sạch với chúng tôi, lạch sạch với chúng tôi. Bạn đi nhé. Cũng kinh ấy, cam kế cũng kinh ấy. Còn đang cuối lên la liếm nốt con đéo đi. Ôi dồi ôi, thằng này chết dựng xác trên đây giật cả mình ạ. Ồ, hàm B. Ừ. Nó đã ở đây, nó đã ở đây rồi ạ. Mọi người chơi là mọi người phải để ý cái mini map. Không là nó móc hốp chết ấy. Cứ chết đâu là kiểu gì ở đấy cũng có. Đấy, đồng đội chết đâu là kiểu gì cũng có địch. Đấy. Cái này cứ nhìn chỗ chết là dí thôi. Không nói nhiều. Rồi. Cũng khá phết chứ. 4 hiệp được 7 kill ạ. Kể được thêm kill nữa là ngon. 8 kill là 42 là 8. Mỗi hiệp 2 kill là êm. Rồi. Ôi trời ơi, chết kìa. Ôi trời ơi, cái gì mà chơi cả quắn thế kia. Mấy anh chơi gì đây? Hiểm A thằng bắn snip này. Lên đây. Nó dám lên anh em ạ. Lên vã trên ngay. Ôi giời ơi, từ từ cho em xin cứu cuối coi. Phải bắn này chết. Cho em xin cứu cuối coi. Mấy thằng này nghe mùi nó liếm cũng khỏe lắm anh em ạ. Thằng này khả năng là hiểm A chứ ở đâu. Thằng này nghi là thằng còn thằng snip cuối này. Thằng snip một lúc mình nghe bắn phăng phăng là cuối hẻm A mà cuối cùng chả thấy đâu. Ở đây này, biết ngay mà. À, biết ngay là quả thằng snip mà. Lỗ ở trên cao hẻm A là mình đã nghe tiếng nó bắn snip rồi. Ê, cày thế nhổ. Đó là hẻm A. Rồi thằng này móc lốp luôn. Ừ, tầm này nó vào sai đấy. Giờ bắn. Ôi ôi, ôi ôi, sấy. Ôi ôi. Ôi ôi mẹ. Ôi ôi ôi, cuối cùng thì thằng này nó cầm dao nó chọc chết ạ. Ôi giời ơi, cái bố AK AK vàng kia không biết bắn cái gì kia mà ảo thật đấy. Mẹ sấy cái băng đéo chết luôn, hai thằng sấy nhau luôn. Chịu ơi, một thằng bắn cop, à đâu, một thằng bắn lục, một thằng bắn AK mà cuối cùng chả thằng nó chết, ảo thật. Nhau đi, bắn nhau đi, hay quá, lại ra liếm một kill rồi. Có khi nào nó lại cướp A của mình vậy? Ai da, nó vẫn găm bom được đến thời điểm này cơ à? Cẩn thận. Okay. Sao mày lại hồ đồ thế ở cái thằng kia? Ô kìa, vãi cả nồi, nó lao vào hồi sinh mà nó sấy như kiểu một vị thần trước mặt này. Thay đạn là bạn đi nhé. À cái gì cũng có, không biết là hồi sinh còn không? Đẹp cái bom đã. Có này trước mặt này. Mày ấy thằng snip chúng tôi à, đi nhé. 3-1 rồi, và bên là có bom cho chắc ăn. Bên là có bom mà yếu mẹ luôn nha bạn, nằm máu. Và bên còn là liếm gì không? Thôi em thẩm du sai thôi, các anh cứ đi mò đấy, các anh khỏe các anh cứ đi mò đấy, em nằm máu mò thì nó dã chết, người hơi đạn là chết mẹ rồi. Ngồi sinh này anh ơi. Ui, bố kia vẫn ở quanh quanh hiểm mà, đéo hiểu. Ăn flash đi con. Rồi, flash trắng mắt chưa? Trắng mắt chưa bạn? Ui, thằng này nó yếu anh em ạ. Thằng này nhân vật thường, ăn quả choáng đấy thì cơ mà. Đen mặt luôn anh em ạ. Nhìn thấy cái gì nó mà bắn, thằng ấy sấy gọi là trong vô vọng đấy anh em ạ, sấy trong vô vọng. Rồi, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe. Nhớ bấm chuông nhận báo clip mới nhất của mình nhé.